Chào mừng các bạn, mời các bạn hãy theo dõi kênh của mình nhé. Sau đây là mình đi vào bếp này, mình nhóm củi để mình luộc măng chua. Tối mình xào với cái gì đây? Măng chua thì có thịt gà mới ngon cơ, nhưng mà mình không có thịt gà làm cái gì đây. Nhóm bếp theo tháng năm hoài mong thư gửi đi mấy lần, đừng thôi ơn chưa thơ mi. Anh ơi nhớ làm đời, còn em lớn đêm mong chờ tham cáo với đời. Còn anh từ xa cách làm em hơn em tránh, hỏi anh có hay không. Một lần một tuần một lần thương là em mừng vui lắm, cớ sao anh từ lo. Theo tháng năm hoài mơ thương đi mấy lần, đợi rồi ôm chưa thôi. Anh ơi nhớ rằng đời còn em lớn đêm mong chờ hàng cao trước nỗi sầu. Còn anh từ xa cách làm em hơn em tránh, hỏi anh có hay không. Một tuần một lần thứ là em mừng vui lắm, cớ sao anh thiếu lòng. Theo tháng năm hoài mong thư gửi đi mấy lần, đừng thôi ơn chưa tới. Anh ơi nhớ rằng đời còn em lớn đêm. Hàng ô trước ba cầu, còn anh từ xa cách làm em hơn em tránh, hỏi anh có hay không. Một tuần một lần thứ là em thế nào mà khó xử lý thế nhỉ? Cứ sao anh chỉ làm. Theo tháng năm hoài mong từ gửi đi mấy lần, hao cho thank you.
chua luộc để tối làm canh thôi. Còn em